Anh ác quá. Đang nhẩm bài đó quý vị, anh Tùng anh ác quá à. Anh làm gì? Em không nhớ. Bây giờ đó, tại vì quý vị chưa có mạnh tay cúng dường nên em chưa nhớ. Quý vị ráng cúng dường thêm xíu nữa đi, hồi Đặng Thế Luân nhớ nè, hồ quản cho quý vị nghe luôn. Được rồi, như vậy thì cho Đặng Thế Luân nợ quý vị câu hồ quản. Bây giờ tràng pháo tay một lần nữa cho ca sĩ hát tân nhạc Đặng Thế Luân. Xin cảm ơn quý vị. Thì thôi bây giờ, hồi nãy giờ đó thì mấy chị đã đi xuống rồi, bây giờ Đặng Thế Luân sẽ đi xuống quý vị, coi như là đầu năm quý vị cho Đặng Thế Luân lấy hên nha quý vị. Giống như là mình góp một phần của mình để mà thầy có cơ hội thầy làm những chương trình giống như vậy nữa, để giống như Ngọc Huyền hay Đặng Thế